thường vào những ngày lễ lớn trong năm như 30 phần 4, 2 phần 9, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán thì tại các thành phố lớn đều diễn ra chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật. Và lễ Quốc khánh năm nay cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, câu hỏi được nhiều người đặt ra lúc này là lễ 2 phần 9 pháo hoa sẽ được bắn ở đâu? Biết được thắc mắc đó, bài viết sau đây của Giải trí La sẽ cung cấp đến độc giả thông tin về địa điểm bắn pháo hoa trong ngày đại lễ này. 1. Dự kiến địa điểm bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2020 ở Hà Nội. A. Điểm bắn dự kiến ở Hà Nội. Hà Nội là thủ đô Việt Nam, cũng chính là nơi mà năm xưa Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Là trung tâm chính trị lớn nhất cả nước, lễ Quốc khánh hàng năm Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại những địa điểm như Hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hồ Văn Quán, quận Hà Đông, khu vực vườn hoa Nguyễn Hoàng Tôn, quận Tây Hồ. Trong các địa điểm kể trên thì bờ Hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất và Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình là những nơi mà người dân thủ đô tập trung xem pháo hoa đông nhất dịp lễ Quốc khánh. B. Gợi ý địa điểm xem bắn pháo hoa ở Hà Nội. Để có một buổi xem pháo hoa trọn vẹn thì các bạn lưu ý nên tranh thủ đến sớm một chút, tìm cho mình một vị trí có tầm nhìn thuận tiện nhất. Dưới đây là những chỗ ngắm pháo hoa đẹp ở Hà Nội. Hồ Hoàn Kiếm. Quanh hồ, vỉa hè các con phố xung quanh như Bà Triệu, Tràng Thi, Hàng Đào là những vị trí tốt nhất mà các bạn nên lưu ý. Các quán cà phê trên cao như Coffee Club, gần đài phun nước, cục cà phê ở tòa nhà Hàm Cá Mập, Avalon, City View, Highland, Skyline, Đa Ngư, Set, gần nhà hát múa rối, Bottom Up, Lương Văn Can, Cielo 13, tòa nhà Sun City 2 Bà Trưng, Rooftop, tòa Pacific Play phố Lý Thường Kiệt cũng là những địa điểm rất lý tưởng để ngắm pháo hoa. Ngoài ra, các bạn có thể đi bộ lên cầu Long Biên, đây được xem là một trong những chỗ rất đẹp và thông thoáng. Công viên Thống Nhất. Không nhất thiết phải vào trong khuôn viên mới xem được, đơn giản bởi hàng rào Công viên Thống Nhất khá thấp, không chắn tầm nhìn pháo hoa. Tuy nhiên, để có thể chiêm ngưỡng màn pháo hoa trọn vẹn nhất thì hơn hết là các bạn nên gửi xe rồi đi bộ vào bên trong là tốt nhất. Thông thường, điểm bắn pháo hoa sẽ được đặt tại đảo Thống Nhất ở giữa hồ. Các quán cà phê trên cao khu vực này không nhiều nhưng bù lại nhà cửa quanh đây không quá cao nên bạn có thể xem được pháo hoa một cách dễ dàng. Ngoài ra, còn một địa điểm dễ xem nhất trong khu vực này là Hesa Club ở tòa nhà Silen, đường Xã Đàn 2, sân vận động Mỹ Đình. Địa điểm này được đánh giá là dễ xem nhất trong nội thành bởi hầu như không có nhà cao tầng chắn tầm nhìn. Đặc biệt, bạn cũng không cần phải gửi xe để xem được pháo hoa, chỉ cần đứng tại quảng trường hoặc các khu chung cư lân cận là được. Trong thời gian chờ đợi, người xem có thể thư giãn ở các quán cà phê đối diện quảng trường hoặc trong khuôn viên cung thể thao dưới nước. Hồ Văn Quán là nơi xem pháo hoa lý tưởng cho người dân quận Thanh Xuân, Hà Đông và khu vực phía Tây Nam Hà Nội. Do pháo hoa được bắn tại hồ nên người xem sẽ không bị nhà cao tầng che khuất tầm nhìn. Ngoài ra, địa điểm này cũng thuận tiện giao thông, ít tắc nghẽn. Vì nằm trong khu chung cư nên lượng lớn người dân sẽ đứng xem luôn pháo hoa từ ban công nhà của mình. Vườn hoa Lý Tự Trọng. Vườn hoa Lý Tự Trọng là điểm xem pháo hoa lý tưởng ngày lễ Quốc khánh cho những bạn ở khu vực quận Tây Hồ. Ở địa điểm này, pháo hoa được bắn ở tầm cao nên không khó để các bạn ngắm. Ngoài ra, bạn có thể tới các quán club, bar, cà phê cao tầng để ngắm trọn vẹn màn pháo hoa tuyệt đẹp này.